Em xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác những lưới, dòng lưới đánh chim đêm. Thì hiện tại ngoài Bắc thì chim bắt đầu nó di cư rồi. Thì cái dòng cuốc này, cuốc ta này, chích rồi vạc nó đều nhúc nhắc đi rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em đây. Lưới dòng này dòng là lưới dành riêng đánh quốc ta nhé, thì nó lại sẽ là mắt 6 phân sợi 17 bao phê dài cho các bác luôn, hiện tại ok luôn nhé các bác nhé, quốc khỏe đạp ok nó vẫn không bao giờ rách được đấy. Đây dòng trích, đây dòng lưới trích nhé, mắt 8 phân sợi 19 cho anh em luôn. Đấy, cũng bao dài luôn các bác. Bao độ bền của lưới coi như là nhuộm màu ok luôn nhá các bác nhá. Không phải màu mấy nhá. Các bác. Đấy. Lưới chích có khổ của em có mà là 50 hoặc 100, anh em nào cần những loại nào thì em sẽ cung cấp. Đây. Còn lưới rẽ. Lưới rẽ dành riêng cho các bác đấy. Rẽ thì nó là mắt 8 phân. Sợi 13 hoặc 15 đều có hết các bác nhé. Đấy, dòng 50 mét hoặc là 100 anh em cần thì... Đây là lưới vạc đây. Lưới vạc cho dành riêng cho anh em đây. Là lưới khổ cũng nhà em cũng khổ 100, một lưới 50, mắt là mắt 12 sợi 20 nha bác nhé. Đấy, bác nào cần loại nào thì ok. Em cũng có cho các bác loại đó. Đây dòng dành riêng loại lưới nhá, mắt 5 phân này, sợi 13 này, sợi 15 này, để đánh nghịch nhá, mắt xéo mắt đỏ đấy các bác ạ. Đấy, bác nào cần thì cũng cung cấp hết. Nhà em, bên nhà em thì nó có rất là nhiều loại phụ kiện bẫy chim, từ lưới úp, lưới ngày lưới đêm, rồi những cái con cò con vạc bằng mồi giả đấy, nhà em có hết. Anh em cần cái loại gì thì em sẽ cung cấp hết cho các bác loại đó. Em chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ.